Xin chào các em đã quay trở lại với review ngày hôm nay. Trên tay mình đây là chiếc điện thoại của một hãng có những chiếc điện thoại trong khung giá rẻ chơi game rất là ngon luôn em. Và đó chính là Tecno Spark 10 Pro. Chiếc điện thoại này thì nó rất là rẻ, tầm khoảng là hơn 3 triệu rưỡi gì đó thôi anh em ạ. Và có thông số rất là nổi bật như là Helio G88, pin 5000 v.v. Trong video này hãy cùng mình xem thử với mức giá rẻ như thế này thì Tecno Spark nó chiến game như thế nào anh em nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe cũng như nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết. Điểm an toàn thì mình cũng đã đo đây. Đây, 243.000 điểm. Nói chung là một số điểm trong tầm giá như thế này thì cũng chấp nhận được đấy. Cũng không phải là quá cao mà cũng không phải là quá thấp anh em ạ. Ok, để xem trải nghiệm thực tế của mình để mà chơi game như thế nào, hãy cùng mình vào tựa game đầu tiên thôi anh em nhé. Ok, tựa game đầu tiên sẽ là Liên Quân. Mình sẽ show các bạn xem luôn cái cấu hình nó sẽ lên được đây. Ok, thì với Helio G88 thì nó chỉ lên được ở mức cao thôi. Và phần thiết lập thì sẽ là bật hết luôn anh em nhé. Ok, thì nói chung thì đây cũng là một cái mức gọi là trung bình đối với tựa game như thế này thôi. Nói chung đây cũng là tựa game khá là nhẹ nên là với mức cấu hình như thế này thì mình cũng khá là quen rồi với những con máy tầm trung. Ok, hãy cùng mình xem vào chơi game trải nghiệm nó như thế nào, FPS hay là nhiệt độ nó có tăng lên hay là không anh em nhé. Ok, bắt đầu tựa game thì mình cũng sẽ kiểm tra luôn phần trăm pin khi bắt đầu là 77%. Ok, để xem mà sau khi chơi bán game đầu tiên này thì nó bị tụt đi bao nhiêu các bạn nhé. Nói chung thì mới đầu vào thì mình thấy màu sắc trên con này thì vẫn cũng rất là ok, cũng tươi tắn. Nói chung là với IPS LCD trong này thì nó cũng khá là ok đấy. Nói chung là tấm đèn của nó không quá là đều đâu, nên anh em cứ yên tâm. Nói chung là nhận này thì đâu đấy nhờ. Nói chung điều đầu tiên mình thấy thì cầm nắm trên con này thì với một cái cạnh vuông trên này thì chắc chắn sẽ hơi cứng tay đấy nhé các bạn nhé. Nhưng mà một may cái là những cạnh này thì nó sẽ được hơi gọi là hơi bo một xíu thôi, nên là cũng đỡ hơn các bạn ạ. Nói chung là con này thì chỉ có lo đơn thôi, không phải lo kép đâu. Nên là khi mà anh em có với tay vào sử dụng chiêu thì nó sẽ bị che đi, cũng hơi khó chịu xíu các anh em nhé. Trong đây là cái điều cũng khá là quen rồi, không nói nhiều. Mà lấy trụ đi, lấy trụ đi. Khó thật. Ok, chơi từ nãy giờ thì cũng được tầm khoảng là 6 phút rồi. Kiểm tra phần trăm pin luôn các bạn nhé. 74%. Chung là 6 phút mà bị tụt khoảng là 3%. Với một tựa game nhẹ như thế này thì cũng một điều cũng đáng nói nên em nhé. Còn nhiệt độ thì mình thấy cũng không chỉ quá là nóng đâu, nó chỉ hơi ấm lên một xíu thôi. Wow, FPS nó tụt xuống 40 mấy rồi nha các bạn nhá. Wow, thực sự ạ. Nhưng theo mình thấy thì với con chip Helio G88 thì một con chip nó cũng rất là ổn mà. Mà không hiểu tại sao trên con này thì mình thấy nó thực sự không được ổn định cho lắm các bạn. Ồ, không tới. Wow. Wow. Khó chịu đấy. Bên này mạnh thế. Wow, căng thử ấy. Ok, về. Chung thì thực sự là lúc ban đầu với G88 thì con này thì mình nghĩ nó sẽ chơi ổn được cái tựa game như thế này. Nhưng mà nói chung là một pha vừa rồi mình thấy nó bị tụt FPS khá là sâu đấy. Thì không biết sau này nó có tụt nữa hay không. Ok. Với một pha combat tổng thì xem thử nó hiện tượng bị rớt FPS được không các bạn nhé. Thử combat pha căng căng xem anh em. Nói chung là cũng có tụt đấy anh em nhé. Nói chung là cũng có tụt xuống năm mấy, nhưng mà không nhiều như lúc nãy thôi. Ok,
nói chung là cũng hơi buồn một xíu anh em ạ. Ok, kết thúc từ game đầu tiên để xem phần trăm pin nó còn lại bao nhiêu anh em nhé. Ok, kết thúc từ game đầu tiên sẽ rơi tầm khoảng là 16 phút rưỡi. Và phần trăm pin còn lại là 71% hòa tầm khoảng là 6% pin cho một ván đấu liên quân như thế này. Thì nó thật đây là một cái vấn đề mình thấy nó khá là nghiêm trọng đấy nha các bạn nha. Với một viên pin cũng khá là lớn như thế này thì nói chung là mình cũng khá là thất vọng một xíu đấy các bạn nha. Để xem với tựa game PUBG còn lại thì nó sẽ thể hiện như thế nào. Anh em cùng mình vào tựa game PUBG luôn em nha. Ok, giờ thì mình đã vào tựa game PUBG rồi để xem cái cấu hình nó mang lại như thế nào anh em nha. Ok, nó thì nó lên được là HD và tốc độ của mình sẽ là cao mà thôi. Và cũng như mình thường hay chọn một cái tốc độ khung hình nó mượt mà nhất có thể thì mình sẽ chơi ở đồ họa là thấp nhất, mượt thôi, và tốc độ mình là cực cao. Chung là nhiều màu 2x lên này, màu sắc cho cao cao lên xíu. Ok, bây giờ thì vào game thôi nha các bạn nhé. Để xem thì với một tựa game PUBG như thế này thì nó thể hiện nó có cứu vãn được một chút gì hay không anh em nhé. Ok, bắt đầu tựa game PUBG mình cũng sẽ kiểm tra luôn phần trăm pin 70%. Ok, thì để xem với tựa game PUBG nó nặng hơn một xíu như thế này thì pin nó tụt đi nhiều hay không anh em nhé. Ok, mình cần một thời gian trải nghiệm nó dài dài xíu thì mình nên chơi cái đoạn nào nó ít người thôi anh em nhé. Nói chung thì con này chỉ có loa kép thôi nên là âm thanh về trải nghiệm thì nó sẽ không quá là tốt đâu anh em nhé. Wow, bắn tận qua đây luôn ạ. Thôi, tha đi. Một mạng tôi đơn giản mà. Trong FF thì mình thấy thì nó thật sự không ổn đâu anh em à. Đấy, nó đã drop khá là nhiều. Wow, càng đấy. Đi vòng này chỉ có bị bóp thôi. Yếu rồi, yếu rồi. Watch out. Ờ, dí con này rồi. Ok, còn máu, còn máu. Ok kìa. Một phát nhiều. Ê, hết. Wow, khó tin thật anh em ạ. Ok, càng về sau thì mình thấy nó ổn định hơn một xíu rồi đấy. Không biết tại sao chứ lúc mà mới vào mình cảm thấy FPS nó thực sự nó không ổn tí nào anh em ạ. Tình trạng gọi là drop nó khá là nhiều. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy nó gọi là ổn định hơn một xíu đi. No 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 no. Nó cứu rồi, nó cứu rồi. Kịp không, kịp không, kịp không, kịp không. Oh my god. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Mình thấy thì Helio G88 thì con này thì nó tối ưu chưa được tốt lắm với các tựa game như thế này. Nói chung với giá 3 triệu thì con này thì chỉ gọi là mức tạm được thôi anh em nhé. Về khoảng chơi game còn hai đứa, ba đứa.
Còn với viên pin 5000 thì con này sử dụng một ngày cơ bản thì nó vẫn dư sức cho anh em. Còn về chơi game thì với phần trăm từ nãy giờ thì nó bình thường thôi, cũng không trâu lắm đâu anh em. Rồi, ok, thấy rồi. Vậy là một tem. Một đứa nữa. Vậy là một tem anh em. Ok, một tem này khỏe rồi. Win luôn này. Ok, kết thúc hai tựa game để xem phần trăm pin của nó còn lại là bao nhiêu anh em nhé. Kết thúc hai tựa game, phần trăm pin còn lại là 61%. Wow, có nghĩa là đầu game là 70 mà sau khi hết tựa game PUBG thì nó chỉ còn là 61%. Một ván game tầm 15 phút thì nó sẽ rơi vào là 9% pin. Wow, nhiệt độ thì cũng mát. FPS thì như các bạn cũng đã thấy, đầu game thì nó khá là nhược, nó khá là bị drop. Còn về sau là ổn định hơn được một tí thôi. Nói chung là tổng quan lại thì với mức giá như thế này để mà chơi game thì cũng gọi là tạm được thôi anh em. Để mà nói về hiệu suất thì nó sẽ không quá ngon. Pin mình thấy nó tụt khá là nhanh. Được cái nhiệt độ trên này thì khá là mát. Ok, còn em nghĩ sao về Tecno Spark 10 Pro này? Hãy để lại ý kiến phần luận bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.